Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Nga dùng robot chiến đấu bắn 400 lựu đạn trên phút, Ukraine cài 10.000 răng rồng. Theo Forbes, loại vũ khí mới nhất này có thể tăng đáng kể hỏa lực và giảm thiểu tổn thất cho các máy bay chiến đấu của Nga, đồng thời khiến đối phương vô cùng khó khăn trong việc né tránh các cuộc tấn công. Kênh truyền hình của Nga đưa tin, công nghệ robot đang ngày càng được sử dụng nhiều trong chiến dịch quân sự đặc biệt và robot không chỉ được dùng để chiến đấu mà còn để đưa những người bị thương khỏi khu vực chiến sự. Việc phát triển và triển khai công nghệ như trên trở nên khả thi do ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nơi cung cấp cho lực lượng vũ trang toàn bộ các vũ khí và robot cần thiết, gia tăng năng lực sản xuất. Sự đổi mới này là một phần của chiến lược lớn nhằm giảm thiểu thương vong về nhân sự và nâng cao hiệu quả chiến đấu. Trong khi đó ở phía Ukraine, tờ Kyiv Independent dẫn lời thống đốc vùng Kiev Ruslan Kharechenko ngày 30 tháng 3 cho biết gần 10.000 khối kim tự tháp bê tông được mệnh danh là răng rồng đã được lắp đặt ở vùng Kiev như một phần của tuyến phòng thủ chống lại quân Nga. Theo quan chức trên, mục tiêu của việc lắp răng rồng là để người dân cảm thấy an toàn nhất có thể. Cùng với việc lắp răng rồng, một mương chống tăng cũng được xây dựng. Ông Ruslan Kharechenko nói thêm, các công sự đang được xây dựng sẽ bao gồm một hệ thống chiến hào, hầm đào và các loại hình trú ẩn khác. Chúng tôi không ngừng làm việc dù chỉ một ngày, chúng tôi có tất cả các vật liệu và thiết bị cần thiết.